Chào mừng các bạn đến với du lịch khám phá tới đây. Và rất hoan nghênh chào mừng các bạn đến du lịch khám phá tại thành phố biển Nha Trang. À, như vậy là chúng ta đã đi dạo đêm, đang đi dạo đêm trên khu trung tâm tháp Trầm Hương, đường Trần Phú của thành phố biển Nha Trang. Thì mình đã có video về quay về quang cảnh xung quanh thành phố Nha Trang về đêm, cũng như là đi đến khu vực quảng trường tháp Trầm Hương này. Thì bây giờ mời các bạn cùng du lịch khám phá tới đây, đi vào khám phá chợ đêm Nha Trang. Chợ đêm này cũng nằm ngay khu đây luôn các bạn. Khu vực đường Trần Phú rất là nhiều nhà cao tầng, trước ngay Ủy ban nhân tỉnh màu vàng các bạn, Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa có hàng cờ, mà cái nhà có hàng cờ màu vàng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chợ đêm. Chợ đêm nó có cái dòng chữ là kính chào quý khách nè. Đi bộ qua nó cũng khó khăn, các bạn phải đi đúng cái đường dành cho người đi bộ nha. Người đi qua kẻ đi lại, xe cộ chạy tấp nập, bốp còi đến nổi. Bây giờ mình đi vào khám phá chợ đêm Nha Trang. Một khu chợ đêm rất là vui, nằm ở ngay trung tâm luôn. Tháp Trầm Hương, quảng trường Tháp Trầm Hương, đường Trần Phú, đường trung tâm của tỉnh, của thành phố biển Nha Trang. Các mấy người chụp hình, các bạn vô chụp hình trả tiền ha. Thì đúng rõ người thiệt chứ hay tao. Người thiệt người ta làm tượng để chụp hình. Giống kiểu ở nước ngoài. Có tay tàu đủ thứ hết. Đứng lên làm tượng đó các bạn. Cách tay là chụp quá trời. Ngay trước cái khu chợ đêm luôn. Người ta đứng y nguyên luôn như cái tượng. Thôi đi vào chạy đem. Đập vào gian hàng đây, đây những gian hàng đồ khô. Rồi hàng cối, hàng lưu niệm, hàng cối. Vô bánh hạt, hạt cắt vào hạt này, mít sấy, hạt điều, mắc ca. Đây áo lưu niệm tôi Việt Nam Nha Trang, áo lưu niệm, giày dép nón mũ, giày dép nón mũ đồ lưu niệm. Ở đây đồ lưu niệm các bạn. Khách tay vô mua đồ Việt thử. Ở Nha Trang đó, cái đặc điểm có khách tay rất là nhiều các bạn. Có nhiều gian hàng, chủ yếu là gian hàng lưu niệm nhiều. Ồ trời, rất mưa rồi các bạn. Mưa xuống vài giọt rồi. Người ta quay đó các bạn. Quay mái che ra.
dựng bạc nữa kìa. Uổng quá, nếu mà mưa thì xuống đường uổng quá các bạn, nhưng mà hy vọng là ngớt mưa đi ha. Chỗ đổ tiền. À, vô giá này không bị mưa hả? Vô giá này không bị mưa này. Đây cũng giá hàng nhưng mà không bị mưa. À, cái này bán vali với đồ, cũng quần áo, nón mũ, vali. Quần áo không? Cái đó 15 ngàn đó chị à. Mưa rớt rớt xuống. À, mưa thì mưa nhưng mà ta vẫn cứ đi, mọi người vẫn cứ đi các bạn. À, người ta ra che đây này, đi theo dọc cái lỗ này. À, chợ đêm thì nó dạp theo đường như vậy thôi, nhưng mà nó mưa thì nó kém vui hơn. À, chỗ này nhìn mấy cửa hiệu này giống là Hàn Quốc à, tiếng Hàn không kìa. Tự nhiên trời mưa. À, khu chỗ này cái tòa nhà này Hàn Quốc. Xả mọi người đục mưa, nó mưa hết. Nó chạy hạt đác rồi, sữa chua hạt đác rồi. Ở ngoài đi dọc hết cái đường này cũng hết chợ đêm rồi. Rồi ra đường rồi. À, ra đường rồi thôi, trời mưa kiếm quán cà phê uống thôi. Kiếm quán cà phê uống à, Highland nè.